Để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua cũng như hiện tại, sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đồng trùng hạ thảo và linh chi đỏ. Xin chào Hoa hậu Trúc Linh, bạn có thể chia sẻ bí quyết vì sao lúc nào trông bạn cũng xinh đẹp và có một làn da tươi tắn như vậy? Thật ra là bí quyết thì cái này là ai cũng biết hết thôi. Trước tiên là phải có một cái lối sống lành mạnh trước nè, rồi mình phải vui vẻ, hạnh phúc. Rồi một cái điều yếu tố quan trọng đó là sử dụng, lựa chọn mỹ phẩm như thế nào để phù hợp với làn da của mình, cách chăm sóc da của mình nữa. Linh đã lựa chọn mỹ phẩm như thế nào để phù hợp với làn da? Trước Linh cũng có sử dụng nhiều mỹ phẩm lắm, dưỡng da rồi hãng này hãng kia nhiều lắm, mà nó chưa làm cho Linh hài lòng. Sau khi đăng quang thì Linh có cơ duyên được gặp gỡ và làm việc với cô Hoa hậu Bích Liên, cho nên là Linh nhận mỹ phẩm từ cô, rồi khi về sử dụng á thì nó là kết quả bất ngờ sau 2 tuần. Tại vì trước đó là da của Linh không có được giống như vậy đâu, nó hay có bị vết thâm nè, rồi da nó không có đều màu. Nhưng mà sau khi sử dụng mỹ phẩm á, cái đồng nghiệp của Linh hỏi: ồ sao mà dạo này da dẻ của Linh trông khác hẳn ra, sau 2 tuần không gặp thôi mà da dẻ đã khác hẳn ra rồi. Thì cũng vì lẽ đó mà Linh có sự tin tưởng vào sản phẩm của cô Hoa hậu Bích Liên. Nhất da nhị dán, nhất da nhị dán, đó là lời nhắn nhủ của Hoa hậu Bích Liên với dược mỹ phẩm EV Princess đã giúp cho hàng ngàn khách hàng, nhất là chị em phụ nữ từ Hoa Kỳ đến Úc Châu, Âu Châu, Canada, kể cả Việt Nam, tìm lại được làn da trắng rực rỡ, mịn màng, hồng hào tươi trẻ một cách không ngờ. Mỹ phẩm tần dược EV Princess có khả năng xóa sạch những vết nám, tàn nhang, vết tâm đen, đẩy lùi những tuyệt khuyết u buồn của tuổi tác, đem lại niềm vui, tự tin, yêu đời và hạnh phúc. Mỹ phẩm tần dược EV Princess cùng Hoa hậu Bích Liên đã trợ giúp cho chị em phụ nữ trên khắp thế giới tìm lại được làn da trắng đẹp, rực rỡ, mượt mà như làn da nguyên thủy. Hoa hậu Bích Liên là chuyên gia thẩm mỹ của 2 trường thẩm mỹ lừng danh tại Nam Bắc Cali, với bàn tay khéo léo, khả năng thiên phú trên 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu, chữa trị, giảng dạy, cùng hiệu năng thần kỳ của dược mỹ phẩm EV Princess, Hoa hậu Bích Liên bảo đảm sự thành công hoặc sẽ hoàn tiền lại 100%. Ở đâu có Hoa hậu Bích Liên và thần dược mỹ phẩm EV Princess, ở đó sẽ không có những vết nám, tàn nhang, đồi mồi, vết thâm đen. Ở đâu có Hoa hậu Bích Liên cùng thần dược mỹ phẩm EV Princess, ở đó có nụ cười, niềm vui, hạnh phúc, sự thành công bởi một làn da trắng trẻo, mịn màng. Trung tâm thẩm mỹ Bích Liên Skin Care gồm có 4 địa điểm tại Bắc Cali, 4 địa điểm và 1 trung tâm phân phối sản phẩm tại Nam Cali. Tại Bắc Cali, văn phòng tổng đại lý tại 1164 McLaughlin Avenue San Jose 408-275-9620, chi nhánh trong khu thương xá Việt Nam Tower ở địa chỉ 979 Story Road San Jose 408-509-4480, chi nhánh San Jose tại địa chỉ 2877 Center Road góc đường Lewis, trung khu thương mại với chợ Center 408-360-9620. Chi nhánh Milpitas ở địa chỉ 86 South Able Street góc đường Calaveras Boulevard, trung khu thương mại với cơm Tám Thanh 2 và Da Cao Sandwich 408-946-4227. Ngoài ra, trung tâm thẩm mỹ Bích Liên Skin Care cũng có 4 địa điểm tại Nam Cali, cùng với trung tâm phân phối sản phẩm tại địa chỉ 8105 Bosa Avenue, góc đường Beach Boulevard 714-461-2403. Cần đại lý khắp nơi, xin lạc số miễn phí 800-918-3017 hoặc vào website evbichliên.com. Hoa hậu Bích Liên xin chân thành cảm ơn chị em phụ nữ Việt Nam đã dùng qua dược mỹ phẩm EV Princess.